chặng đường tìm kiếm tần số tiếp theo sẽ càng thú vị hơn bởi một phần thử thách được mang tên thử thách của nàng. Chúng tôi phải nhờ vào những lá thăm ngẫu nhiên để lựa chọn ra những nội dung thử thách dành cho hai người đẹp còn lại. Như Hảo có nội dung thử thách là năng khiếu nghệ thuật. Bảo Bảo, bạn có nội dung thử thách là hỏi nhanh, đáp nhanh. Ngay sau đây sẽ là phần vượt thử thách của Như Hảo. Xin mời. Cảm ơn Như Hảo. Một phần rá, một phần hát rất là đáng yêu và dễ thương. Chốt một câu ngắn gọn thật em yêu anh. Không biết là ấn tượng trong lòng các bạn như thế nào và cảm xúc ra sao đây Minh Tướng? Em tưởng là hát một bài hát trữ tình hay là một bài hát nhạc trẻ thôi. Mà lúc bạn đó cất tiếng hát lên thì mới biết là bạn đó hát một bài rap. Thì em thấy lúc nãy thì em thấy bạn là một người dễ thương. Bây giờ thì bạn có thêm một chút cá tính nữa. Còn riêng bạn, đây là bài rap bạn nghe được hay là bạn tự sáng tác? Dạ, bài hát này là do em vô tình nghe được. Và nó để lại ấn tượng rất là sâu sắc. Khi mình nhớ đến điều gì? Nhớ đến một kỷ niệm, đó là từng rớt một người rất là nhiều. Mọi thứ để họ có thể để ý tới mình nhưng mà họ không đổ được. Và lúc đó em rút ra một điều là tình yêu là từ hai người hai phía, giống như tần số, phải cùng tần số với nhau thì mới tạo một tình yêu đẹp. Cảm ơn bạn, rất là đáng yêu. Nhưng mà giữ nha, giữ cái năng khiếu này. Thật sự bạn rap rất là hay, truyền cảm. Lúc trước em cũng rất là thần tượng anh Hoàng Rapper. Cảm ơn em. Lúc nhỏ thì em có từng nghe rất là nhiều bài rap bên Hoàng và có rap theo nữa. Khi đó mình có thể được giải tỏa được tâm sự của mình ra bên ngoài nhiều hơn. Đúng rồi, hồi nhỏ thì nghe nhạc của anh, giờ lớn hơn nghe nhạc người khác. Giờ anh nhỏ, không có ra lấy gì em nghe. Có ra mà nhạc đang nhạc sôi động, nhạc dạ, của những lễ hội âm nhạc không mà. Dạ. Cảm ơn Như Hảo, một tràng pháo tay dành tặng cho cô ấy. Dạ, cảm ơn em. Và tiếp theo sẽ đến phần thử thách của nàng Bảo Bảo. Xin mời Bảo Bảo. Wow. Wow. Ôi, chúm cha, chúm chím dễ thương quá. Chúng tôi sẽ trao cho bạn 6 câu hỏi trong vòng 60 giây. Đây là những câu hỏi liên quan đến cả hai chàng trai. Sẵn sàng nha. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Câu số 1, quê của Minh Tướng ở đâu? Đà Lạt. Sai, Long An. Câu số 2, kể tên hai tiêu chí bạn gái của Hồng Sơn. Người nhỏ hơn một xíu, dễ thương. Sai, mũi cao, mắt đẹp, hát hay. Câu số 3, món ăn Minh Tướng thích nhất. Minh Tướng. Canh chua. Chính xác. Chuyến đi phượt của Hồng Sơn với anh trai dài bao nhiêu km? 120. 1000 km. Câu số 5, chiều cao của Minh Tướng là bao nhiêu? 1m72. Sai rồi, 1m8. Câu cuối cùng nha. Con mèo của Hồng Sơn sinh vào buổi nào trong ngày? Buổi tối. Chính xác. Rồi, chúc mừng bạn. Yeah. Dù sao bạn cũng đã rất là bình tĩnh. Tiếc quá bạn đúng chỉ có 2 câu trên 6 câu thôi. Cảm xúc của bạn như thế nào? Tại vì trí nhớ em rất là kém, với lại ngồi ở trong kia không biết ai là bạn Tướng với lại là bạn Sơn. Nên là rất là khó nhớ. Lê Lộc đứng đây mà cảm thấy là cô gái rất là run luôn đó. Không sao, mình hoàn thành xong phần thử thách rồi. Bây giờ mình sẽ gặp lại bạn sau nha. Cảm ơn Bảo Bảo. Như vậy là thử thách của nàng dành cho hai người đẹp còn lại cũng đã kết thúc. Liệu rằng ấn tượng đó có thay đổi trong lòng của hai chàng trai Minh Tướng và Hồng Sơn hay không? Xin quý vị hãy để cho họ ít phút để suy nghĩ. Và bây giờ chúng ta giải lao nhé. Tần số tình yêu. Sao rồi hai chàng trai, đã suy nghĩ và xem lại lý trí và cảm xúc của mình về phần ấn tượng chưa nào? Em nãy giờ em vẫn ấn tượng với bạn số 3. Vẫn ấn tượng với bạn Bảo Bảo. Chúc mừng Bảo Bảo. Chà, bây giờ sẽ là phần khá quan trọng dành cho Minh Tướng đây. Mình vẫn ấn tượng với bạn Bảo hơn. Như vậy là phần ấn tượng vẫn thuộc về Bảo Bảo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng nhan sắc thật của Như Hảo và Bảo Bảo nha. Nhưng mà riêng hai chàng trai thì không được đâu. Mời hai chàng trai bước lên sân khấu.
Một tràng pháo tay để chào đón hình ảnh của cả hai người đẹp của chúng tôi. Xin mời. Như hai nữ thần luôn. Ây chà chà. Xinh xắn quá, đẹp quá. Lý do đó mà chúng tôi muốn giữ lại sự bí mật dành riêng cho hai chàng trai thôi, để thấy được phản ứng của mọi người ra sao. Bà con lối xóm luôn có những ý kiến chính xác lắm nha. Mọi người cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp của Bảo Bảo? Wow. Còn với vẻ đẹp của cô nàng Như Hảo? Thấy chưa? Sau cái mặt nạ kia thì dường như lại là một cái bí mật khác nữa. Muốn thay đổi cái ấn tượng của mình hay không? Em không. Em cũng không. Tướng cũng không. Vâng, nếu không thì mời hai bạn về chỗ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với bạn Như Hảo. Trong cái thành phố đầy ắp người này, trái tim của chúng ta vẫn cô đơn một cách bướng bỉnh. Chẳng vội vã, chẳng chút lo âu, chỉ đơn giản là bình tĩnh đến mức cố chấp chờ đợi một người vốn sinh ra để trở thành mảnh ghép vừa vặn cho những khiếm khuyết, những nhỏ nhen của bản thân. Nhưng có lẽ sai người sai thời điểm với anh và tần số tình yêu ngày hôm nay rồi. Như Hảo rất là xinh xắn. Cảm giác như thế nào ạ? Dạ, cảm giác rất là hồi hộp ạ. Tôi thấy bạn đang run luôn kìa. Có bao giờ phải đối diện với nhiều khán giả và đặc biệt là những chàng trai như vậy không ạ? Dạ, cũng chưa bao giờ nhiều vậy. Chưa bao giờ nhiều. Tại vì đối với em thì em sống nội tâm, em thích ở trong phòng kính nhiều hơn. Cô gái mong manh dễ vỡ như bạn á, những chuyện buồn bạn hay chia sẻ với ai? Nhiều lúc thì em chia sẻ với mẹ, nhưng mà nhiều lúc thì em sẽ xâm tử với bà nội. Bà nội ở quê hay là ở chung với em? Bà nội em mất rồi. Bà nội em mất rồi mà em lại tâm sự với bà nội. Những lúc mà em vấp ngã trong chuyện tình cảm hoặc là bất cứ trong xã hội như thế nào, em đều nhớ tới nội. Một cô gái rất là tình cảm, rất là sâu sắc, sống nội tâm. Nghị lực của một cô gái như vậy ấn tượng không ạ? Cảm thấy bạn rất là mạnh mẽ. Em hy vọng là bạn sẽ tìm được một người mà có thể làm cho bạn có thể tâm sự giống như là tâm sự với bà nội, kiểu như hiểu bạn và chia sẻ được với bạn. Nếu được thì mình có thể add friend và có thể bạn có thể tâm sự với mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc cho bạn sẽ luôn mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc, bình an và thành công trong công việc, sự nghiệp và đặc biệt là tình yêu của mình nhé. Cảm ơn bạn. Cảm ơn tạm bạn. Tạm biệt. Tạm biệt Như Hảo. Và bây giờ để cho cô nàng Bảo Bảo của chúng ta bắt trúng tần số của mình thì chúng ta sẽ đến với vòng bí mật của chàng. Ngay sau đây chúng ta sẽ khám phá những chiếc điện thoại của cả hai chàng trai. Xin mời bạn kết nối với tần số tình yêu. Đây, màn hình ở ngoài thì nhìn cool ha. Mở khóa nào. Wow, bên trong là người sắt. Bạn thần tượng người sắt hả? Dạ, em khá là thích người sắt. Từ trên phim cho tới bên ngoài. Như vậy là thích cả nhân vật lẫn diễn viên luôn. Dạ. Một người đàn ông lịch lãm, quyền lực và biết hy sinh. Rất là tốt luôn. Giàu có nữa. Nhiều cô gái theo đuổi nữa. Bạn thích yếu tố đó không? Dạ, cũng khá là thích. Khá là thích. Chúng ta sẽ xem qua Facebook của anh ấy. Cha, bạn bè nhiều nữ dữ hèn. Bạn có bao nhiêu bạn trên Facebook? Khoảng 3.000 mấy hả? Số lẻ là nam, còn 3.000 là nữ đúng không? Dạ, cô không biết, em cô không để chuyện đó nữa. Rồi, chúng ta vào tường nhà bạn nào. Bạn rất thích là chụp hình selfie nè, rồi đi chơi với bạn bè. Rồi, cho chúng tôi thấy được cái album ảnh của bạn đi. Những thói quen như thế nào sẽ được thể hiện qua hình ảnh mà anh ấy chụp hàng ngày. Giày thể thao, bạn thích giày lắm đúng không nào? Dạ, em cũng khá là thích giày. Vậy chắc bạn cũng mê thể thao chứ? Chơi hả? Chơi thể thao chứ hả? Dạ, em rất là thích đá bóng. Đá bóng hả? Võ thuật. Dạ. Ồ. Bạn có những thành tích nào về thể thao chưa? Có, về võ thì em có giải huy chương đồng, giải sinh viên toàn thành và huy chương vàng giải tỉnh. Ồ. Bạn có mê xe cộ không? Xe hơi hay là xe mô tô phân khối lớn? Dạ, em có mê xe, khá là mê xe mô tô. Tự sắm cho mình chiếc chưa? Cái chuyện đó thì em đang từng bước nuôi dưỡng mơ ước đúng không nào? Nhưng mà bạn đi mô tô vậy, bạn thích đi một mình hay là đi couple, đi có một người ở đằng sau? Có người yêu ngồi sau thì sẽ thích hơn.